Kể từ hôm nay em chính thức là bạn gái của Lãnh Ân. Tới bây giờ mà em còn để chị dạy cho em từng cái bô dáng như vậy sao? Em phải cẩn thận với mấy loại người như anh ta. Với BT nổi tiếng là đào hoa đa tình. Trưa nay chị có bận gì không? Tôi mời chị đi ăn. Tôi có đặt bàn sẵn hết rồi. Tôi nhìn anh thấy quen quen. Hình như là đã gặp anh ở đâu rồi nhỉ? Chị đang nói cái gì vậy? Anh chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Cảm ơn anh. Cậu ấy đã có người yêu rồi. Cậu có tin là tôi giết cậu luôn không? Cái chuyện này xảy ra khi nào em không có biết. Đưa cái túi xách cho tao.